Hello, xin chào anh em. Lại là mình đây, dòng tiền chứng khoán. Kênh YouTube hướng dẫn anh em đầu tư chứng khoán Fashion số 1 Việt Nam. Rồi, tiếp tục video hướng dẫn anh em Fashion ngày 18 tháng 12 2023, ngày thứ hai của hợp đồng VN30 F1M tháng đó là tháng 1 2024 nha anh em. Rồi. Phiên trước anh em, ngày 15 tháng 12 mình cho anh em nắm giữ lệnh short anh em ở vùng 1099.3 và đã có kết quả là được 3,6 điểm anh em. Những anh em long xa thì được 5,7 điểm. Anh em chưa xem clip ngày 15 tháng 12 thì anh em có thể lên xem kênh dòng tiền chứng khoán của mình lên YouTube anh em. Anh em search cái kênh YouTube đây anh em. Đợi một tí, mạng hơi yếu anh em. Đây anh em, dòng tiền chứng khoán anh em. Video mình ra ngày 14, ngày 15 chứ, hai ngày luôn. Em có thể lên tham khảo. Rồi, quay lại ngày hôm nay ngày 18 tháng 12 nha anh em thì mình vẫn tiếp tục nắm lệnh short thôi anh em. Và đầu phiên nó có hồi nhẹ đi vào Bollinger Band anh em, vì trước đó là giá nó bị rơi khỏi Bollinger Band Bot nha anh em, là cạnh dưới của đám mây đó nha anh em. Đấy, anh em tiếp tục theo dõi giá thôi. Đấy, đến lúc 9:20 nha anh em. Nó có cái tín hiệu, hai cái tín hiệu luôn anh em, một tín hiệu màu xanh đây anh em blue và một tín hiệu màu vàng đó là yellow. Thì hai cái tín hiệu này nó ở vị trí đó là 20-25 thì bỏ nha anh em, vì sao? Vì những vị trí này là không đúng nha anh em. Đó, đến lúc 9:45 anh em, 30 chứ, thì anh em phải đi kiểm tra cho mình mà vị trí này là đúng anh em. Và anh em cần kiểm tra cho mình gì đó là anh em kiểm tra mình cẩn xanh gần nhất anh em. Đây cẩn xanh 1099.3 đúng cái giá đóng cửa phiên trước luôn anh em. Đây mình vẽ cho anh em. Rồi anh em kiểm tra cũng ba lượt cho mình, anh em kiểm tra thử nó có biến đổi gì không. 1 2 3 như vậy là chỗ này anh em. Nếu mà không có gì hết là anh em sẽ thực hiện lệnh short cho mình ở vị trí sọt bồi 1093 nha anh em, lúc 10:15 phút. Đấy. Trong quá trình kiểm tra thì anh em thấy không? Nó lúc 9:35, 9:40 nó cũng phát tín hiệu tự động, nhưng mà những tín hiệu này là lỗi anh em không cần kiểm tra. À, anh em cứ theo dõi giá thôi. Đến 9:55 nó cũng có nữa anh em, rất là nhiều tín hiệu nhưng mà tất cả đều lỗi anh em bỏ, anh em không cần quan tâm. Đấy, như vậy là lệnh short tiếp theo, nếu anh em chưa có lệnh short phiên trước ngày 15 tháng 12 thì anh em short phiên ngày 18 tháng 12 lệnh đầu tiên đó là 1093 nha anh em. Đây anh em, mình vẽ câu câu cho anh em dễ thấy nha anh em. Đấy, 10:15 phút. Rồi sau khi thực hiện lệnh short thì anh em tiếp tục theo dõi giá thôi anh em. Đến lúc 10:25 nó cũng có tín hiệu nhưng mà lỗi anh em bỏ anh em. 10:30 thì anh em phải đi kiểm tra thôi anh em, vì vị trí này là vị trí chuẩn nha anh em. Đấy, anh em phải đi kiểm tra. Kiểm tra gì? Anh em kiểm tra cái cẩn xanh gần nhất. Đấy, anh em thấy gì quen quen không? Mình luôn luôn nói là cẩn xanh gần nhất anh em. Cái cẩn 1096.2 phát ra lúc 9:50 nha anh em. Anh em cũng kiểm tra ba lượt cho mình. Đây, vị trí này đúng không? 1 2 3, như vậy là những vị trí này là không có đúng không? Nếu không có thì mặc định là sẽ sọt, nhưng mà anh em kiểm tra trong quá trình phát tín hiệu nó có gì bất thường hay không. Vị trí này là vị trí nến xanh nữa nè anh em. Thì anh em phải đi kiểm tra cho mình cái cẩn chính nó luôn. Đó, anh em qua thử cái cẩn chính nó có vượt lên và test lại hay không, thì nó vượt lên nhưng mà nó không test lại nha em. Như vậy là anh em quyết định sọt sớm luôn cho mình ngay vị trí này luôn nha anh em. Đây anh em, đấy thấy không, nó khó thấy chưa, tức là 10:45 anh em có thể sọt tiếp ở vùng 1093 nha anh em. Đấy, đúng bạn cái vị trí lúc 10:15 luôn nha anh em. Và trong quá trình kiểm tra thì 10:35, 10:40 nó phát lỗi bỏ anh em. Đấy, 10:50 nó cũng phát tín hiệu mà lỗi bỏ luôn anh em. Đó, anh em tiếp tục theo dõi giá. Đấy anh em thấy chưa. Rồi, và đây là vị trí thứ ba mình kể từ vị trí này anh em. Từ vị trí mà 10:30 phút thì anh em có thể sọt bồi thêm một vị trí chỗ này nữa. Đấy, 10:10 thì cũng có tín hiệu mà lỗi anh em. Đây, anh em thấy cái gì đặc biệt không? Vị trí này anh em phải đi kiểm tra nha anh em. Đấy, là 11:15 phút anh em. Thì anh em kiểm tra gì? Kiểm tra cẩn xanh gần nhất cho mình, tức là cẩn này anh em 1093 nha anh em. Đấy, mình vẽ chỗ này nó hơi dài tín hiệu, anh em phải thuộc công thức và phản xạ rất là nhanh chứ không nó rối nha anh em. Đấy, anh em phải kiểm tra một cẩn đó là 1093 ba lượt cho mình vị trí này đúng không anh em. Kiểm tra 1 2 3, như vậy là không có gì hết bất thường thì anh em sẽ tiếp tục sọt mình ở vùng 1089.1 lúc 13:30 phút chiều. Đấy, nhưng mà mình để ý cho anh em nè, nó có một cái đó là anh em thấy lúc 11:15 phút không, nó có tín hiệu màu xanh lá cây thì anh em canh thử nó thủng cái giá trị RSI 2 ngày phiên của nó là 38.5 thì anh em có thể canh vào nha, khi vị trí nó là đẩy mày nha anh em. Đấy, anh em hiểu không? Đó, thì anh em kiểm tra thử coi nó có vị trí nào đẩy mày rồi đây rớt xuống dưới 38.5 thì anh em có thể vào. Đó, còn không có thì anh em tiếp tục theo dõi thôi. Đó, thì theo dõi như vậy là anh em
để soát mồi cho mình lúc 13:30 phút 1089.1. Đấy là tất cả là đã 4 vị trí soát rồi nha anh em. Rồi tại vị trí lúc 13:30 phút anh em, trong quá trình theo dõi thì không có biến động gì hết. Đến 13:30 phút thì có cái tín hiệu thì anh em phải đi kiểm tra cho mình thôi. Đấy anh em kiểm tra gì? Anh em kiểm tra tiếp tục cái cẳng xanh cho mình 1091.9 anh em. Nó phát ra lúc nào? Nó phát ra lúc 13:10 phút nha anh em. Đấy anh em cũng kiểm tra 3 lượt cho mình. 1 lượt, 2 lượt, 3 lượt, anh em thấy không? Đó ok, như vậy là không có gì hết, anh em tiếp tục sọt nữa cho mình. Ok, 1090.9 lúc 2:15. Đấy anh em sọt tiếp cái này cho mình. Đó là đã tổng cộng là 5 lần sọt rồi nha anh em. Rồi anh em tiếp tục theo dõi thôi. Nó đáng lý nếu mà chỗ này cái đấy này anh em, nó mà chạm bollinger Band dưới và vị trí này mà R2 dưới R này là mình đã lon rồi, nhưng mà tại vị trí này nó không chạm nên là mình quyết định không lon anh em, nghĩa là vẫn tiếp tục nắm lệnh sọt 1082 nha anh em. Đói anh em hiểu chưa, anh em thấy dễ mà anh em. Đó, anh em cứ kiểm tra 3 bước cho mình, đó là cản xanh, nếu là nến xanh thì kiểm tra chính nó. Đó, anh em kiểm tra 3 lượt qua thử nó có thử dập diều thì không. À anh em thấy cái vị trí này đúng không anh em, lúc 13:30 phút này anh em thấy mình kiểm tra vừa cái cẳng xanh mà tại sao mình không lon, tại vì sao? Tại vì cái đường Senko A và đường Senko B nó không cắt lên anh em thấy không, hai đường màu xanh và màu đỏ này anh em, đó là đường Senko A và đường Senko B trong Ichimoku nha anh em. Đấy, dù nó vượt qua và rửa đai nó mạnh lên nhưng mà mình quyết định không lon, tại vì hai đường này nó không cắt lên anh em. Đấy anh em hiểu chưa? Rồi như vậy là mình vẫn tiếp tục nắm lệnh short cho phiên tiếp theo, đó là phiên ngày 19 tháng 12 năm 2023 nha anh em, ở vùng giá đó là 1082. Như vậy là hôm nay mình sẽ đo lại lệnh short của mình cho anh em. Đây mình đo, sẽ đo tuốt cái đó luôn anh em. Đây là 1099.3 về 1082 nha anh em. Đây đơn giản một lệnh duy nhất thôi anh em, mình cho nước đứt cho anh em dễ thấy. Như vậy là tổng kết là được 17.3 điểm nha anh em, và mình nắm lệnh short nên là lời nha anh em. Rồi mình gọi cho anh em thôi, 17.3 điểm cho hoa. Rồi như vậy là hôm nay là tổng kết là lời được 17.3 điểm, tại vì mình nắm lệnh từ phi ngày 15 tháng 12 rồi anh em. Còn nhớ anh em sọt sao nha anh em, ví dụ như 1093 thì anh em vẫn có lời nha anh em. 9382 anh em được 9 điểm rồi đúng không? 11 điểm chứ. Nhưng vị trí này nhiều vị trí nha anh em, có 5 vị trí. Vị trí thứ nhất đó là 10:15 1093, 10:45 cũng 1093, và một vị trí đó là 11:15 1089. Vị trí tiếp theo đó là 13:30 1089.1. Vị trí tiếp theo đó là 14:15 1090.9 nha anh em. Đấy anh em thấy không, 5 vị trí, 1, 2, 3, 4, 5. Đó anh em tha hồ sọt thôi. Đó, anh em cứ luyện tập theo những gì mình hướng dẫn thì mình nghĩ anh em sẽ rất là thành công trong các phương pháp giao dịch phái sinh của mình. Mình đã kiểm định rất là kỹ rồi nha anh em. Có lời có lỗi nha anh em. Xác suất chiến thắng đó là 70% nha anh em, nhưng mà tỷ suất lợi nhuận sinh lời là rất là cao nha anh em, và lợi nhuận trên cái rủi ro là lúc nào nó trong một tháng nó cũng trên 3 lần nha anh em. Anh em cứ yên tâm, cái phương pháp mình giới thiệu cho anh em chỉ cần tinh ý và theo dõi cái hướng dẫn của mình là anh em có thể thực hiện được. Mình không nói kỹ nhưng mà cái từng ly tí cái công thức mình, nhưng mà anh em để ý đi, anh em để ý sẽ thấy hay. Đấy rồi, như vậy là tổng kết hôm nay phiên 18 tháng 12 là mình được lời 17.3 điểm nha anh em, và tiếp tục nắm lệnh short 1082 cho phiên tiếp theo ngày 19 tháng 12 2023. Rồi như vậy là hôm nay mình đã giới thiệu cho anh em cái phương pháp để mình giao dịch phái sinh nó theo phương pháp đó là holding. Nãy đảo chiều xu hướng khi có một xu hướng mới. Nãy anh em rồi sang, bây giờ mình cho anh em xem tỷ giá một tí. Ui, đô la hôm nay tan 100 đồng luôn anh em ơi. Hèn gì thị trường chứng khoán bị bán khá là mạnh nha anh em, trên thị trường cơ sở bán rất là mạnh. Đây anh em, đồng đô la là nó giá nó rơi và nó tiệm cận đường EMA 20 của nó anh em, 24.215, và nó bật lên nha anh em, khá là mạnh nha anh em, nó chưa đánh gãy được cái đường này. Ồ, đô la khá là mạnh nha. Thì anh em tiếp tục theo dõi để mình chuyển qua đến tầng thử nó có gì đặc biệt không. Ồ, đây đến tầng nè anh em, đến tầng nó đã bật lên anh em xem nó qua, nhưng mà đường MACD nó vẫn cắt dưới nha anh em. Thì để theo dõi tầng này đô la nó thật sự nó bật lên, nó lên như thế nào anh em.
nó lên và nó có vượt qua cái đỉnh cũ hay không, và hai nó lên lưng chừng là nó rơi tiếp nha anh em, thì mình tiếp tục theo dõi thôi. Mình cũng chưa có nghiêng cái trường hợp nào, nhưng mà trường hợp này mình nghĩ là nó sẽ tan anh em ơi. Vì sao? Vì nó đẩy bô lên giữa bên trời nè anh em ơi. Và cái ngày đêm thêm một tín hiệu volume thử qua. Quá tín hiệu hả ta? Để mình test MACD thử qua. Volume thử qua. Sao nó không cho ta? Uầy. Volume nó không hiện trong này. Vậy nó thua rồi anh em ơi. Nên là thua rồi. Nên là MACD nó vẫn còn. Thì mình lót lại qua. Giờ nó đang cắt lời nè. Nó đang đẩy band lên luôn anh em. Có khả năng đô la nó hồi phục lên một tí đó anh em. Rồi mình cứ theo dõi thôi qua. Chứ cái thế này là rất khả năng nó sẽ lên một tí nữa đây anh em. Bình thường những phiên này anh em thấy không? Khi nó cắt xuống anh em, cái xuống thì nó rơi rất là nhiều, mà hôm nay nó lại tan lên anh em. Thì anh em theo dõi thấy qua. Mình nghĩ là nó sẽ lên đây, nó phải lên một khúc rồi nó mới rơi được anh em. Ồ, khá là mạnh nha anh em, đẩy bàn trên luôn này. Rồi, tiếp tục theo dõi tỷ giá đô la nha anh em. Hàng chi nước ngoài bán trên thị trường cơ sở khá là mạnh luôn anh em. Hôm nay này nó bán mà trong nước chỉ không nổi luôn anh em ơi. Đấy, nó đã chạm cái kênh xu hướng của nó rồi anh em, cạnh dưới rồi anh em. Mình có nói anh em canh với vùng 1103, 1110 để gom những cổ phiếu tiềm năng định giá hấp dẫn. Thì vị trí này nếu mà ngày mai nó có lệnh lon trên thị trường phái sinh anh em, nó đánh phái sinh lên anh em, thì nó sẽ bật ngược lại cái kênh kháng cự này anh em. Thì nhiều khả năng như vậy thì nó mới kéo lên nữa. Còn nếu mà nó đánh sâu thủng luôn cái đáy này, như ta 1088.06 này, 91 vẫn chưa thủng đáy anh em, đáy sau vẫn cao hơn đáy trước anh em. Và cái phiên ngày 15 tháng 12 phiên hôm qua anh em, nó cát xuống đường EMA 20 anh em là 1109.2 đã anh em, 1109.2, giá nó là 1102.3 anh em. Nó rơi xuống nhưng mà vô tan, nhưng mà nó không vượt qua cái đường trung bình của nó nha anh em, tức là nó là chỉ dạng là một cái gọi là vũ bỏ thôi anh em, mình đoán là vậy anh em. Chứ nếu mà đường EMA 20 nó cát xuống đúng không, khi cát xuống thì nó cát mạnh nha anh em. Đấy, nhưng cát mạnh trên mây thì nó mới mạnh, chứ còn ở trong mây chim cu là dặn mà xoay quay vũ bỏ đi ngon thôi nha anh em. Anh em theo dõi thấy qua cái xu hướng này có đúng hay không. Đấy, anh em theo dõi thấy qua, ngày mai nhiều khả năng nó sẽ bật lại cái cây này nha anh em. Đấy, và trên đi Nhật thì đồng yên nó vẫn tiếp tục tan nha anh em. Đấy, và tỷ giá so với việc đồng thế đó, mình nghĩ thì đồng yên nó vẫn tiếp tục mạnh thôi. Đà, đồng yên nó vẫn tiếp tục bám cái đường Bollinger dưới anh em, chưa có dấu gì hiệu gì là gọi là hồi phục anh em. Nó vẫn liên tục bám cái cạnh bên dưới anh em. Rồi, như vậy là anh em theo dõi cái tỷ giá đô la cho mình đi. Yên thì không có quan tâm rồi. Đô la khá là mạnh nha anh em. Nó vượt lại khá là mạnh luôn. Cái ngày nó đã đẩy lên kiểu đây luôn anh em ơi. Nó lên vượt đường EMA 20, đồng thời nó đẩy band trên nữa, là nó bám band lên, là nó đang lên liên tục, là cái nến tầng nó sẽ khả năng nó phá đỉnh này luôn anh em. Phá đỉnh thì cái đường này nó phải bẻ lên luôn anh em. Mình qua thử qua nó bẻ lên nổi hay không, phá đỉnh mà đường này bẻ lên không nổi thì nó sẽ tiếp tục thôi anh em. Đó anh em theo dõi thôi. Rồi, như vậy là hôm nay hướng dẫn anh em phái sinh ngày 18 tháng 12 cũng như lướt qua sơ cho anh em trường cơ sở cũng như tỷ giá. Rồi, nếu anh em thấy clip hướng dẫn phái sinh của mình hay và anh em có thể học hỏi được những gì thì anh em hãy cho mình một like, và nếu không hiểu thì anh em bình luận. Những gì em hiểu anh em cứ bình luận thoải mái, mình sẽ hướng dẫn trả lời cho anh em trong cái khả năng của mình. Và anh em nhớ follow kênh của mình nha anh em, kênh này anh em lên YouTube search cái kênh Dòng Tiền Chứng Khoán này anh em. Đấy, search cái kênh này anh em, thì anh em sẽ thấy cái clip đầu tiên là định giá cổ phiếu anh em, VND, FTS, BBD dựa vào báo cáo tài chính quý 3 2023 nha anh em. Đấy, subscribe kênh mình để đón những clip tiếp theo. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo. Bye.